Dạ con nó bệnh rồi không có lên. Con mày nó có nhà không Dạ không, vợ con nó bệnh nữa. hả? Vợ con nó bệnh, nó không có lên được. Mấy đứa con Con nó ở có Sài nhà Gòn á, không? nó đang học mà. Vợ con nó bệnh không có lên được. Vậy sao? Bên này là đám nó dỗ ông cóc phải không? Ba kêu bằng ông nội phải không? Mày nói gì? Ba kêu bằng ông nội. Hả? À, ba kêu bằng ông nội, con kêu bằng ông cóc. Ông cóc, ừ. Dạ. Chỗ cúng ông rồi, hôm nay xong rồi đó. Rồi, rồi, rồi. Qua qua bên đây ngồi. Ngồi bên đây à, chỗ cúng. Khỏi đốt nha, tôi đốt rồi giấy cuốn rồi. Này đặt thợ nấu luôn hả ba? Nó mổ bú cổ hay gì? Đây là ông cóc này nha. Dạ, nó mất học. Bé Ngọc nó đang đi thực tập mà. Cái trần nhà làm như nó bị thấm mà ba. Vì là mình phải làm như mình lợp cái tôn ở trên đó. Cái mái tôn Dạ, lợp cái tôn trên là khỏi phải khắc phục dưới này. không Bữa hổm cái video mà quay đám giỗ nó bị rớt cái thẻ, cái nó gãy cái thẻ nhớ mất cái gì hình hết trơn. Cái video mà bữa đám giỗ ông nội á, dưới trong giường thì nó bị hay dư sáng mà nó cũng bị rớt cái thẻ, nó gãy làm đôi mất tiêu hình hết trơn. Mất hình. Ai vậy? Lên thương ông Cóc rồi coi. Có ai lên đây vô bà Ủa? Bảy, bà Bảy lên, bà Bảy lên. Thằng nào ở đâu mà đi lại Tây à? Đi đâu? Con ai? Con ai kìa? Lại 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 ông Cóc không nghe. Lại ông Cóc ông hỏi lại rồi. mất tôi không biết ai rồi. Nhà giờ thưa chứ, thưa ông Cóc chứ, kêu ông là gì, ông gì? Ông Cóc. Đó, mẹ không? Ba mình chở ra mà con đi cái Ai chở con lên? Ba Ai? bên mà nói. Ba mình hả? Con tên gì quên rồi hả? Con tên gì quên rồi mà Tên gì kìa? Tên Cái gì? gì? Hậu Sang.
Tinh Khang hả? Hồ hồ gì? Hồ Vương Khang. Hồ Vương Khang hả? Hồ Vương Khang. Lại lại là bà cốc cái kìa. Xá lại. Lại bà cốc cái kìa. Xá lại. Lại bà cốc. Em con ở nhà với mẹ hả? Dạ. Ba hồi nọ tính mẹ con đi mà con ai không có giữ. Vậy hả? Con ai không có giữ hả? Vậy con ôm ảnh lên đây mà cốc giữ thế. Được không? Để không cắt. Con lại ở với bà cốc nha. Cái này bự hơn người bình hồi lúc bự hơn rồi. Okay. Ở đây này con đi. Đây là bà cốc. Đi ăn gì á? Ăn hủ tiếu. Hủ tiếu ở đâu? Chỗ Hiệp Thạnh á luôn. Hiệp Thạnh á. Chỗ Phú Thạnh á. Dạ. À, 1080. Nhưng mà nó có cái dở là nó không có tele rồi được. Nó không có zoom được. Đây chú Tám nè, ở đây chú này chú gì tự nhiên quên trời. Không nhớ nổi. Chú ổng nhớ nhưng mà không nhớ tên ổng. Nhớ nhớ ổng rồi nhưng mà không nhớ tên. Nhớ nhớ chú rồi mà không nhớ tên. Anh Chuyển. Ngang nhưng mà lâu ngày nhớ mặt không nhớ tên. Mà thấy ổng không già trời. Không già, thấy không già. Tên cho để bếp để cá lên cho bà con nấu đi ăn. Ở đây là ông già vợ nghỉ. Vậy cái này thành thích viên luôn hả? Đến đó đi học. Còn nước mắm không? Dạ con ăn đi.
nữa thím mà thím tám á chia sẻ qua cho cô gì mà em mới dựng tám á cái video nha cô gì mà em mới dựng tám á cô đó cô Khánh á gửi băng qua chị Khánh hay gì không cái này YouTube luôn à YouTube trực tiếp hả không YouTube quay nhưng mà bà gửi cho Khánh gửi chia sẻ qua dùm nói là em của ông ảnh bữa nay nữa chia sẻ qua giùm Khánh ơi tụi em đậu thí sinh 3/2 nè hôm nay đi đám giỗ mà chị 7 nè nhớ tới chị bệnh khỏe không ê hẹn ngày tái ngộ như cho khách hết dịch rồi sao bạn về nhà nam cuối năm anh chờ chú Huệ nè Huệ năm phương nè Huệ hai nè tham ơn lịch tháng 12 nha là chị Khánh nè chị nó qua năm gì chị Khánh đó chị Khánh đó chị Thịnh chị chưa đưa tay cho bà thấy chị coi chị Khánh bye bye chưa chị bay rồi mới gặp không có chào bay rồi mấy em bàn về cù lao chị về ăn ngon quá rồi chị Khánh ơi nhớ chị nè ăn giùm miếp nha vậy qua tay cái bao giờ vậy cô Huệ không thích gì hết nhớ ông nội mấy đứa khoái con trai về nhà cô ấy hẹn ngày về karaoke á karaoke em ăn rất khách nhiều lắm rồi cô nói về cô nói về không mình có một niệm rồi mình sẽ tổ chức hoành tráng ăn uống karaoke đang chờ đợi đang chờ đợi quay cho cô này nói một cái này cô nói vài câu đi cô lâu quá không gặp chị Khánh lúc nào mới về ăn nào chị về nè đội 3/2 á cho chị với bác Phương á mà vợ trời cô có nói vài câu nha rồi em ở bên đây có ai đi chơi không ở bên này là các chị đi chơi vui lắm rồi có đi đi biển chơi bao giờ em về được á là em đi chơi cùng với mấy chị nha mấy bạn nữa nha rồi tạm biệt đó tắt lửa hai gì bà bảy cái bị khác rồi vậy đây là bàn xây lô cố cái này là mít tờ thành hả còn bên đây là mít tờ gì mít tờ khang hả còn hai sấy này là mít tờ gì quên nè ta mít tờ đạt hả rồi nói giờ câu tiếng Anh coi không biết hả đạt nói về câu tiếng Anh thôi nói về câu tiếng đâu thành biết không không cái ơi cái đồ khách chờ cũng không biết nữa trời cái đồ
Cái này ngon không? Món này ngon không? Ngon không? Bóc cho cô bao bác ba một cục đi. Anh em bóc cho bác ba một cục. Nhét vô. Ê Thành, tay trái hả Thành? Đạt tay trái hay tay phải? Tay phải hả? Đâu Thành cho bác ba cặp miếng đây. Coi ngon không? Nó cái đùi đó đó. Đâu đút coi. Đâu đâu khen khen. Đó, khen ăn dữ nè. Đâu đâu sao chào khán giả cái coi. Khen. Ăn về cho trong ông nội con thấy coi. Ăn ngon không? Ăn ngon không? Ăn ngon rồi. Con này con ai? Con này của ngon của đốn không? Bữa nay của bạn gì? Con ai? Con của chú à kìa. Con ai? Cái đó là bạn của bạn ngơ ngơ Đạt hả? Còn bạn con có bạn không? Con có bạn hả? Cho bác ba cặp cái này miếng ăn ngon không? Cặp nha, cặp thiệt à. Sao Đạt ăn ngon không Đạt? Ngon. Ngon hả? Sao bốn mắt rồi? Sao bốn mắt giống mắt ba vậy? Bốn rồi. Bốn rồi. Cái này bạn nghĩ nè. Bác ba kêu nói tiếng Anh mình đi học về mình không nói. Không có chỗ tại vậy hả? Mình rồi này dẹo nè. Hello dẹo. Hello giống món này kêu món gì? Cái này là gì? Bò tái hả? Con gỏi bò, cái bò. Con này là tôm với gì? Bình đúc. Bình đúc à? Nóng rồi. Làm như tóc đàn ta mới lên trên khu công nghiệp ta là nó làm thấy đồ chứ làm quay bác, này nó đâu có like nữa. Bác sĩ chưa ra cà ha anh ơi. Quay là phải có mấy cô gái đẹp rồi ha, chứ lưng là mới có like rồi. Thành vô miếng Thành. Món 23 rồi. Ăn. Món 23 coi. 1, 2, 3 Thứ hai á thì
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ấy mấy cọng hành lên dùm ta thấy mực. Này là mực hả? Mực, mực, mực. Nè, để cái này lên. Đó, mấy con mực này. Có chừng cái đôi đũa đó, ngồi đó còn đũa. Rồi, 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 đó, quay này, quay này. 256. 256 gì hả? Mà không đủ. Cái này hãng này của Mỹ mà không biết sao. Dạ. Không được. Quay lén không được. Quay lén nó dòm nó thấy. Và thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ tám là ở Mỹ, còn người chị thứ năm ở thành phố. Sao tôi đợi con nhỏ thứ 8 gái nữa. Rồi sao ba thằng trai. Hồi đó là hồi Tàu Pháp á. Hồi đó cưng dữ lắm. Hồi đó yêu biết không? Bởi sách chị nước ngọt rồi đó. Mà tôi chỉ là vui. Thì mấy bài phát nóng chết rồi chuyện thứ tư. Vậy chứ lúc đó sao mà không có Thành với Hoàng Đạt? Vợ vui vẻ, ông ấy lựa ra cái tay ít, còn ấy nhiều, người nhiều, người
kiểu đó, nó buồn biết cái đó, nó thích xanh đêm đó lại không xanh. Nó xanh. Rồi nấu sôi lên. Cái lao động nó nguy cơ lắm, nó tụt hậu như thế rồi. Cái này làm cái này phải biết làm nước chấm nè, nước chấm đúng rồi, dẫn đó nước chấm của đường bún nốt, đường bún nốt á, chấm miếng hồng, chấm lên chú ơi, chú Năm này đường bún nốt à, đường bún nốt ngon nè, bún dừa à, nó làm nghe nhiều dây lắm, béo, nó làm như chấm chấm dữ lắm, béo. Chấm nhường, chấm nhường nhé. Dạ chứ. Bia còn rồi anh nội sớm đi dạ kéo dạ 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 Ê, chị Tư đây. Lâu quá trời còn khỏe luôn á. Về cô. Rồi về cô. Cô ơi, nói cô vô cái kinh Vương Quốc Thịnh là của con á. Rồi từ đó cô mới lấy cô chia sẻ YouTube. Không có. Không có. Cô Vương Quốc Thịnh kinh YouTube á. Có gặp video cái cô chia sẻ. Về anh Phước chúc sức khỏe giao gạo cho ta không? Còn bán gạo mà 57 quá 57 73 năm nữa cái yêu đâu dạ chừng nào anh có ăn gạo gì em đi lên đây thường lắm chiều là em đến đóng bạn hả cho Bích Chi á dạ qua đây rồi chị.
Thôi em quét vậy chị. Rồi vậy. Khỏe nha. Về thêm bảy ơi. Đưa ông ba cho ông ba. Về ông ba. Dạ. Con coi cái kia dạ. Thôi xô xe ra đằng trước này. Dạ đằng trước. Ôi thì vừa cũng kết thúc video nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.